Đêm 21 và rạng sáng ngày 22 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành phân loại các hành vi của nhóm quái xế và bàn giao người, phương tiện cho Công an quận Hoàn Kiếm. Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục làm rõ sự việc. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11, gần 40 thanh niên đi xe máy tụ tập thành từng đoàn lạng lách đánh võng, nẹt pô qua các tuyến đường Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. 9 tổ công tác liên ngành 141, Phòng Cảnh sát Giao thông được huy động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phương án đón lõng, vây bắt. Địa điểm vây bắt, đón lõng được chọn là ngã ba Trần Khánh Dư đến Trần Hưng Đạo. Mặc dù các lực lượng chức năng đã tổ chức chăng dây, ra tín hiệu dừng xe từ xa nhưng nhiều thanh thiếu niên vẫn bất chấp, manh động lao thẳng vào tổ công tác, va chạm với nhiều phương tiện của người dân. 15.